Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn review về dự án XDAX. Đây là một dự án bắt đầu công ty phân cấp của bạn. XDAX sẽ là một nền tảng tự quản lý để tạo và quản lý các công ty tự chịu phân cấp. Công ty phân quyền XDAX đăng ký công ty sắp có, vị trí riêng tư sẽ sắp có đợt bán trước ICO. Vậy tại sao thì startup cần XDAX? Thứ nhất đó là đăng ký công ty phi tập trung của bạn trên sổ kế toán được phân phối công khai trong vài phút. Không có ngân hàng cần, mở công ty sẽ đi kèm với ví tiền điện tử và các công cụ giao dịch trực tuyến. Quản lý tự động, cạnh tranh công bằng giữa các công ty vì tất cả các công ty đều được điều chỉnh bởi cùng một quy tắc. Lợi ích quỹ dễ dàng, các công ty có thể phát hành và phân phối mã thông báo riêng của họ trên nền tảng XDAX. Hiện nay nhóm kênh của Telegram có khoảng 65.000 người tham gia, email có 45.000 người đăng ký, Twitter 45.000 người theo dõi, Facebook có 25.000 lượt like và trên Ring có khoảng 19.000. Là một phân lớp của DAO, một XDAX là một công ty trên mạng phi tập trung với cơ chế khuyến khích Power of Work, viết tắt là POVK, một bộ quản trị và quản lý toàn diện, một hệ thống hỗ trợ cho DApp và Automate Agent trên iOS. Quản trị XDAX được điều chỉnh bằng một nền tảng XDAX, được thiết kế như một hệ sinh thái tự phân cấp bền vững, bao gồm các doanh nghiệp có động lực để gặt hái những lợi ích thành công mà không có những hạn chế về mặt địa lý. XDAX là một công ty tự chủ phân cấp được tạo và vận hành trên nền tảng XDAX bởi một hoặc nhiều chủ hoặc chủ sở hữu độc lập, hợp một hợp của cả hai cùng chia sẻ mục đích chung và đoàn kết để đạt được các mục tiêu cụ thể được khai báo. Nền tảng XDAX, trọng tâm của nền tảng XDAX không chỉ tạo ra công ty và phân phối mã thông báo mà còn thiết lập các tiêu chuẩn cho các doanh nghiệp phân cấp. Nền tảng XDAX sẽ tập trung tận dụng tối đa công nghệ sổ cái chi phí tập trung, cho phép bất cứ ai tạo ra và quản lý công ty mà không có giới hạn về mặt địa lý. Về vấn đề và giải pháp, các doanh nghiệp tập trung có một điểm thất bại đó là thiết lập các hoạt động toàn cầu đi kèm với các vấn đề pháp lý và pháp lý của riêng họ. Với nền tảng XDAX tập trung vào việc tạo ra một khuôn khổ toàn diện cho doanh nhân, các nhóm, các đại lý độc lập và các nhà đầu tư không gian mật mã, tất cả đều được hưởng lợi từ một thực thể phi tập trung. Đây là việc so sánh công ty truyền thống với XDAX. Công ty truyền thống được quản trị và quyền tài phán, quản trị và giải quyết tranh chấp lập tức, tiền về DApp gây quỹ thông qua ICO, xử lý thanh toán crypto bằng bảng lương tự động, hỗ trợ DApp và các đại lý tự trị nội bộ. Còn doanh nghiệp, tài khoản ngân hàng, tài khoản người bán, bảng lương, nhà đầu tư địa phương, không gian văn phòng, công suất năng tập trung bên ngoài. Chúng sẽ ép việc công ty truyền thống rất là mất nhiều thời gian, còn công ty theo thông tin của XDAX thì sẽ được hỗ trợ nhiều hơn. Các tính năng của XDAX: platform, quản trị và giải quyết tranh chấp này, quyền sở hữu phát hành thẻ, xử lý thanh toán, dự án nhóm và quản lý, hiệu suất PAO tuyệt vời, quỹ trách nhiệm pháp lý. Về kiến trúc, một hệ sinh thái của XDAX thì được xem như một lớp công nghệ khác biệt được kết nối với nhau bởi chiến lược như iOS. Trong số các nền tảng hợp đồng thông minh phi tập trung, iOS là nền tảng blockchain tiên tiến nhất. Nền tảng XDAX hợp đồng thông minh. Khách hàng XDAX, các khách hàng XDAX là một giao diện người dùng sáng lập, tập hợp tất cả các DApp, các đại lý tự trị một nơi, kế hoạch ban đầu xây dựng trang web và ứng dụng dành cho máy tính để bàn để tương tác dễ dàng hơn với nền tảng XDAX. Về việc bán mã thông báo, XDAX token là tiền tệ nền tảng được sử dụng để giải quyết tranh chấp, bảng lương, xử lý thanh toán người bán, phân phối lợi nhuận, các ưu đãi phát triển. Tên sẽ là XDAC Blockchain RC20. Số lượng phát hành mã thông báo đó là 100 triệu, token sale là 40 triệu, short cap là 1.500 ether, hash cap là 35.500 ether. Giá sẽ là 0.01001 ether. 1 ether sẽ bằng khoảng 1.000 XDAX. Mua tối thiểu là 0.1 ether, tương đương nó là 100 XDAX. Nhà đầu tư ban đầu đợt pre-sale sẽ được tiền thưởng 45%, vòng 1 ICO thưởng 20%, vòng 2 được thưởng 15%, vòng 3 được thưởng 10% và vòng 4 sẽ không có phần trăm tiền thưởng nào.
bạn có thể tham gia mua thẻ huy động vốn từ cộng đồng ngay bây giờ. Về phân phối và sử dụng quỹ, việc bán mã thông báo sẽ phân phối 40% dành cho dành cho bán này, đợt sale, 20% mã thông báo để khuyến khích người đầu tư sử dụng nền tảng, 40% còn lại sẽ được giữ với phần team và đội nhà đầu tư, và 20% sẽ dành cho person. Việc sử dụng tiền cho chủ yếu sẽ được dùng cho phần R&D, nghiên cứu phát triển sản phẩm, 25% dành cho marketing, 25% dành cho hoạt động, 5% dành cho pháp lý và 5% dành cho phần dự trữ. Giám sát của dự án. Ban đầu sẽ tập trung phát triển sản phẩm đáng tin cậy. Dự án năm 2018 sẽ dành được riêng cho phần R&D. Bắt đầu năm 2019 sẽ mở rộng nỗ lực của chúng tôi để tiếp thị, phát triển và xây dựng quan hệ đối tác chiến lược. Dưới đây là nhóm trợ lực. Nhóm cốt lõi có kinh nghiệm và ứng dụng với hàng triệu khách hàng, tự tin về khả năng mang lại sản phẩm đáng tin cậy có thể phục vụ doanh nghiệp trên toàn thế giới. Đây là cố vấn của dự án, gồm có 5 thành viên: ông Nupensi Kotontolo, ông Pat Galen, cô Alancha, Tanan Chilit. Về các truyền thông và thông tin như trên iSpan, trang ICO này, Bitcoin Corner, ICO Holder, ICO Alab và khá nhiều thông tin khác. Đây là một bài nhận định như là ông Ronbi là công ty về nền tảng bản quốc thay vì tìm kiếm vàng. Để đảm bảo tên XDAX của bạn thì công ty XDAX có thể sử dụng phần mềm mở rộng XDAX để nhận dạng tốt hơn, ví dụ bao gồm XDAX này, XDAX, hoặc là XDAX. Bạn có thể đặt tên trước khi khởi chạy nền tảng XDAX. Bạn có thể đặt tên của bạn, tên công ty và địa chỉ email và gửi đi. Trên đây là những thông tin về dự án XDAX. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.